Rồi, tiếp theo thầy giờ thầy sẽ phân đề tài xuống các nhóm nha mấy em. Thì yêu cầu là các nhóm khi thầy phân đề tài, thầy sẽ phân random ha, có nghĩa là ốc ngẫu nhiên nha, mình không có chọn ha, ốc ngẫu nhiên để gọi là không có ai khiếu nại là tại sao giao đề tài này khó làm hay dễ làm gì đó. À, thực ra thì các đề tài này nói chung về mức độ thì không có cái nào gọi là khó hơn hay là cái nào dễ hơn gì hết đâu. À, và các đề tài này thì mình làm mình tìm hiểu chứ không có một cái đáp án nào gọi là chính xác nha em. À, nói chung là mỗi nhóm mình sẽ có cách tìm hiểu riêng á, làm có thể đề tài nó trùng nhau nhưng mà các nhóm mình làm các cái nội dung mình trình bày nó phải khác nhau nha, nếu mà giống nhau là coi như là copy làm được ha. Tại vì mình số đề tài mình nó sẽ số nhóm nó nhiều hơn số đề tài thì có thể một số nhóm sẽ bị trùng lại ha. Bị trùng lại thì này thì cho phép làm có thể nó có ví dụ em cùng cùng tìm hiểu cùng một cái nguồn tài liệu chẳng hạn, có thể cùng lên mạng tìm cùng ngay một cái tài liệu thì có thể nó nội dung đó có thể tương tự nhau nhưng mà không được phép giống nhau quá nhiều ha. Nếu mà thầy thấy mà chỗ nào cũng copy giống nhau hết là được ha. Lưu ý là đồ án mình tìm hiểu mình phải biên biên tập nó lại chứ không phải là mình lên mạng ha, mình tìm trang bị máy tiền cái lên tìm cái bài nào trên đó người ta làm sẵn đào về bắt vô là không được ha. Thì thôi lưu ý nha, không được phép đào người rồi bắt vô, mình phải tự tìm hiểu ha, tự gọi là tự biên tập nó lại, biên tập nó lại hoàn toàn ha, chứ không được phép là copy paste hết vô ha. Tại vì các cái đề tài này mấy em lên mạng tìm sẽ có hết ha. Thì ví dụ nha, đây ví dụ như thầy tìm trang bị điện cho lò điện, ví dụ cái đề tài số 8 ha, trang bị điện cho lò điện, lên search cái thì nó sẽ ra rất là nhiều các cái bài viết liên quan ha. Thì nếu mà mình lấy nguyên bê nguyên cái tài liệu này về thì không được nha, em sẽ biên tập nó lại tìm hiểu mình đọc để mình biết nó là mình biết được là cái lò điện này thì nó cấu tạo nó như nào, hoạt động nó là như nào, nó dùng để làm gì ha, phạm vi sử dụng nó như nào, rồi mình biên tập mình làm lại nó thành cái giống như là cái đề tài mình tìm hiểu ha. Chứ còn không không được phép copy paste đâu, copy paste y chang cái đồ án của người ta làm được ha, tại vì nó có rất nhiều các cái đồ án cho này. Ví dụ như trang bị điện cho bên tải chẳng hạn, em lên mạng tìm được cả đó, từ trang bị điện cho bên tải thì lên Google cái là nó sẽ ra rất là nhiều. Ví dụ như đây đây nó có nguyên một cái gọi là cái luận văn tốt nghiệp của người ta luôn ha, thiết kế truyền bị điện truyền cảm điện và trang bị điện cho hệ thống bán tải chuyển hàng. À, thì một cái đề tài của người ta như thế này nó làm rất là chi tiết ha, rất rõ ràng nhưng mà mình chỉ đọc tham khảo thôi, chú ý nha, đọc tham khảo chứ không phải lên rồi trao hết về rồi đưa vô cái báo cáo của mình là không được ha. Nên đọc để mình nắm được nghiên cứu những cái gì thì mình sẽ bám theo cái yêu cầu này ha. Như mỗi tuần bây giờ tuần đầu mình sẽ phải tìm hiểu các cái đặc điểm công nghệ của cái máy đó thì mình lên mạng tìm thử các cái loại máy tiện nó họ cái nó có những cái loại nào nó hoạt động như thế nào, tìm hiểu công nghệ của nó cơ cấu nó hoạt động như thế nào, gọi giống như là tìm hiểu tổng quan về cái máy đó, tổng quan của nó chưa cần phải đi vào chi tiết sơ đồ điều khiển cụ thể như thế này thì chưa cần ban đầu tìm hiểu tổng quan của nó thôi. Ví dụ quan tải thì tìm hiểu tổng quan đó sẽ còn cái gì em coi một lượt cho nó dễ nhìn nè. Ví dụ quan tải người ta vô người ta coi cái xu hướng của các cái thiết bị vận tải vận tải liên tục có nghĩa là các cái loại vận tải rồi cụ thể nó là gì, khái quát này rồi sự phát triển quá trình nó phát triển như thế nào rồi các cái lĩnh vực ứng dụng của nó đúng không, thì đó là mình tìm hiểu chung gọi là tìm hiểu về cái đặc điểm công nghệ của các cái thiết bị này. Rồi, thì lên mạng với em lên tìm thì mình sẽ được rất nhiều tài liệu, mình phải tuyển chọn nó lại ha, mình đọc mình coi cái nào đúng cái nào được ha, được ạ.
Rồi, các bạn nào cần phát biểu gì thì cứ nói. Thì các cái đề tài này thầy sẽ bây giờ thầy sẽ gọi là bốc thăm ngẫu nhiên cho các nhóm. Rồi, thì ở đây mình có tổng cộng là 13 cái đề tài. 13 đề tài. Thì thầy sẽ quay số ngẫu nhiên nha. Mình có là 19 nhóm, 19 nhóm á. Nhóm 1 cho tới nhóm 19 này. À bây giờ các cái nhóm mình có ý kiến gì về việc quay số bốc ngẫu nhiên đề tài không em? Thì mấy em coi qua các cái đề tài này ha. Không thầy ơi. Không thầy ơi. Nếu bạn nào có khiếu nại gì về việc bốc thăm thì nói thầy nha. Lát nữa thầy sẽ làm một lần gọi là giống như là gọi là demo một cái thôi rồi sau đó Bữa quay nay lại. chưa có nhóm thì sao thầy? Ủa sao giờ này mà còn chưa có nhóm nữa, em tên gì, Lý Sáng. sao lại chưa có nhóm? Hôm Bữa trước giờ em thầy cho đăng ký cả hơn một tuần để đăng ký mà. Huy Sáng bây giờ Huy Sáng vô nhóm nhóm 18 được không? cho em Nhóm vô 18 nhóm à? vô Không, mấy nhóm nhóm nào kia em full muốn đó là thầy hả? vô nhóm một ké được một nhóm nào không thầy À, kế em Huy Sáng vô ké nhóm 18 nha. Lê Huy Sáng đúng thôi cho không? em ké ké nhóm bạn là khoa thầy Không được em, mấy nhóm kia full đủ 4 người rồi. Em không đăng được ký bây rồi giờ thì không có ké được nha. Còn không thì làm một mình một nhóm cũng được. thôi cho em ké nhóm 18 được không? Nhóm 18 nha. Nhóm 18 cho Lê Huy Sáng vô không mấy em? Cho nhóm 19 kìa thầy, thì hồi định tiếng kìa. Đình Tiến đâu, Không phải. Đình Tiến đã yêu cầu rồi. Đình Tiến muốn làm một mình nha. Hồ Đình Tiến làm một mình, Đình Tiến không có muốn bạn nào vô hết. Nhóm nhóm 18 Hoàng Hiếu với Đình Tú có cho bạn bạn gì Sáng vô không? Dạ được thầy ơi. Rồi Hiếu cha Sáng vô à? Sáng là gì? Sáng thầy quên mất rồi. Lê Huy Sáng à? Lê Huy Sáng thầy ơi. Rồi Lê Huy Sáng. Rồi cha Sáng vô cẩn thận nha, tại vì giờ này nó mới đi tìm nhóm thì thầy không biết là tới chừng làm đề tài nó chịu đi làm không ha. Rồi. Lưu ý này, các nhóm á, nếu các thành viên bạn nào trong nhóm mà nó không tham gia làm á, ví dụ nó ngồi chờ mình làm hết rồi chờ tới cuối báo cáo rồi lấy điểm ké thì báo thầy biết nha, thầy xử lý luôn. Lưu ý là yêu cầu là đồ án thì mình phải thứ nhất là phải cái khả năng là tự tìm kiếm thông tin á để làm cái đồ án. Thứ hai là cái vấn đề rất quan trọng đó là làm việc nhóm nha em. Thì yêu cầu là các cái thành viên trong nhóm mình phải kết hợp nhau làm chung á, đừng có ỷ lại á. Ví dụ nhóm các bạn nó làm tốt, nó làm hết á, nó gánh team hết, mấy đứa kia không làm gì hết là không được à, được nha. Cố gắng là phải kết hợp làm chung với nhau. Khi mà lên trình bày thuyết trình á, khi thầy đặt câu hỏi thì sẽ biết là trong nhóm bạn nào làm nữa, bạn nào làm chính hay bạn nào ít làm không làm thì sẽ biết hay ha. Nên là nếu mà thầy đánh giá lúc trong cái điểm đánh giá, cái điểm đánh giá mà nếu mà mình không có đạt cái phần trả lời vấn đáp này có nghĩa là lúc lên trình bày thầy sẽ đặt câu hỏi nếu mà bạn nào mà trả lời hỏi mấy câu mà trả lời không được hết điểm sẽ dưới 8. Dưới 8 có nghĩa là tổng kết nó sẽ dưới 50, mình sẽ bị rớt nha. Làm sao làm ha, mình làm chung trong nhóm mình phải nắm được các cái nội dung là nhóm mình làm để tham gia và tìm hiểu chứ không phải là ngồi chơi không rồi chờ báo cáo lấy điểm ké nào được mà. Rồi đạt quy đạt quy có hỏi gì không thì bác bật mic lên nói cho to vui. Rồi thầy tắt nha, tắt mic nha. Rồi bây giờ thầy sẽ bốc thăm random ha, thông qua cái trang là random.org. Thầy quay random là coi như là mình thấy chi tiết ở đây luôn nha.
Rồi, tổng cộng là hiện giờ là mình đang có là 13 cái đề tài. 13 cái đề tài ha. Thì ở đây thầy sẽ điền từ 1 tới 13 là 2 lần. À, thì coi như là tối đa sẽ có hai nhóm trùng nhau một đề tài, tối đa là hai nhóm sẽ trùng nhau một đề tài, và có một số đề tài thì chỉ có một nhóm làm thôi. Rồi lần đầu tiên thầy sẽ quay, gọi là quay nháp thôi nha, quay nháp để mấy em hiểu là quay nó sẽ kết quả nó như thế nào. Này là trang, này là trang web random.org, là trang này nó quay số ngẫu nhiên ha, nên là không có chuyện là thiên vị hay là không công bằng gì hết nha mấy em. Này là gọi là giống như là hên xui ha. Ai chúng đề tài nào thì tìm hiểu về cái đó. Thực sự thì các cái đề tài này nó cũng như nhau thôi, chẳng có khác nhau gì, nó gọi là không có cái gì khó hơn, cái gì dễ hơn đâu. Rồi thầy quay thử lần một nha. Rồi thì kết quả như thế này, cái này lần một là nháp nên là chưa phải là chính thức nha em, để thầy demo cho em coi là quay như thế nào. Thì theo cái kết quả này á, thì nhóm một sẽ là đề tài số 7, được không? Đề tài số 7 là gì? Thầy sẽ công bố rõ ràng đây. Đề tài đã có sẵn ở đây rồi nha. Nhóm 1, đề tài số 7 là trang bị điện cho máy giặt. Máy giặt à. Rồi, nhóm 2 đã, đề tài là đề tài số 4. Đề tài số 4 là trang bị điện cho máy mài. Máy mài nha. Rồi, nhóm 3 là số 1 là trang bị điện cho máy tiền. Được chưa? Nhóm 4 là số 11 là trang bị điện cho băng tải phân loại sản phẩm. Băng tải nó hai loại nha, một loại là phân loại sản phẩm, một loại là băng tải đóng gói sản phẩm, hai cái khác nhau ha. Rồi, nhóm 5 là số 2 là máy phay, được không? Nhóm 6 là số 9 là thang máy thì thầy yêu cầu là thang máy 4 tầng đi ha, thang máy 4 tầng nha mấy em, máy kia bỏ đi, 2 tầng 3 tầng phải 4 tầng mới đi thang máy chứ, 2 tầng 3 tầng đi bộ được. Đó. Thì đó ví dụ ha. Rồi nhóm 7 là số 3, cái này là đang nháp thôi nha mấy em, mới bào ha. Nhóm 8 là số 8 luôn, nhóm 8 là trúng số 8 luôn ha. Rồi số 8 là mấy lò điện, em đi điện cho lò ha, lò điện. Nhóm 9 là số 5, 9 là đề tài số 5 là mấy do ha. Rồi, nhóm 10 là số 11 ha. 11 là đề tài là băng tải phân loại sản phẩm. À, nó trùng với nhóm 4 này, nhóm 10 với nhóm 4 là trùng đề tài nhau này ha. Thì lưu ý là mình làm nó sẽ phải khác biệt nhau ha, không được giống nhau, copy nhau nha. Rồi, nhóm 11. Nhóm 11 là trúng đề tài số 6, mấy cá. Nhóm 12. 12 là trúng đề tài là số 3. Số 3 là máy bào. 13 là trúng số 4. Máy mài. Rồi, thì demo vậy ha. 14 là số 13, đề tài 13, 15 là số 12. 16 là số 1, 17 là số 13. Nè, 18 là số 2, 19 là số 10. Được. Đó, thì đây là cái nháp này ha. Thì báo tiêu này coi nó có đẹp. Đặt thì tài bát hết vô thì nó sẽ có, ví dụ nhóm 1 là số 7 này, nhóm 2 số 4, nhóm 3 số 4, đề tài 1, nhóm 4 đề tài ra. À, được chưa? Rồi, thì đây là thầy mới demo thôi nha, này chưa phải kết quả chính thức á. Các bạn nào khiếu nại gì về cái kết quả quay số nào? Ví dụ như nếu lát nữa thầy quay ra lần thứ tiếp theo mình làm lần chính thức thì có ai khiếu nại gì không? Các sĩ có khiếu nại gì không? Ông thầy ơi, quay luôn đi thầy ơi. Rồi, quay luôn nha. Số miền Nam rồi quay thầy. Rồi, Thành Nhân có khiếu nại gì? Thành Nhân nói đi. Không ạ, giơ tay thôi ạ. Rồi, ok. Rồi, cái đây là mới demo một cái thôi để mình biết là cái cách thức quay số như thế nào ha. Quay số này thì
đề tài này nói chung để cho nó ngẫu nhiên thôi chứ còn nó không có ý nghĩa gì gọi là, tại vì thầy không thể nào để cho mấy em tự chọn được, tự chọn trùng nhau nhiều quá. Rồi thì đó là cái cách thức để quay số ha. Tối đa nó chỉ có hai nhóm giống nhau thôi ha. Rồi vậy bây giờ thầy reset, thầy làm lại nha, làm lại lần nữa. Rồi để thầy gõ kiểu khác đi. Ba đề tài thầy lặp lại hai lần, đúp lại bằng để quay ra nó được ra đủ 20 số. Rồi bây giờ là lần quay chính thức nha em, quay chính thức luôn á. Ai trúng nhóm nào, trúng đề tài nào thì nhiều đề tài đó. Rồi đây list này, thầy copy nguyên list này rồi. Nhóm 19 là sau là bắt nó vào cái xem các xem. Có 19 nhóm á, có 19 cái á. Nào, coi lại bên này đúng nè, nhóm 1 đề tài 5, cuối cùng là nhóm 19 là đề tài 10, còn lại bên này đúng không? 19 đề tài 10 rồi, theo thứ tự từ trên xuống dưới nha. Rồi chốt đề tài luôn, nhóm 1 đề tài số 5, 2 đề tài 4, 3 là đề tài 3, nhóm 4 là đề tài 9, nhóm 5 đề tài 11, 6 đề tài 13, 7 là đề tài 1, 8 là đề tài 1, 9 đề tài 12, 10 là đề tài 5, 11, 6, 12, 6, 13 là 12, 14 là đề tài 2, 15 đề tài 4, 16 đề tài 11, 17 đề tài 10, 8 đề tài 7, 19 đề tài 10. Rồi, có một số cái nó trùng lại ha, các nhóm. Tại vì mình chỉ có 13 đề tài thôi, còn có 19 nhóm. Rồi, các nhóm mình đã khiếu nại về cái cách bốc thăm chưa?
không có cái khiếu nại, giờ thầy ghi luôn rõ luôn đề tài nào là cái gì á. À, ghi qua luôn trên này, cái list này thầy sẽ public lên trên trên nhóm trên cái classroom. Rồi đề tài một là trang bị cho máy điện, máy tiền, máy tiền là cả nhóm 7, nhóm 8 này. 7, nhóm 8 là máy tiền ha. Đáng là mấy tiền nha. Rồi, đề tài số 2. Cả nhóm nào sẽ trúng đề tài 2 không? Đề tài 2 là nhóm 14 là máy phay. Phay ha. 14. Rồi, đề tài 3. Máy bào, máy bào. Nhóm nào? Đề tài 3 là nhóm 3. Ba là mấy bào á. Đề tài 4 là mấy mài. Đề tài 4 mấy mài là cả nhóm 2 á. Rồi đề tài 5 là mấy do. Mấy do. Đề tài 5 là nhóm 1. Đề tài 6 là mấy cán. Mấy cán là đề tài 6 là nhóm 11 và nhóm 12 trùng nhau. Lưu ý là các nhóm mình cùng đề tài thì mình làm không được copy của nhau nha. Mình tìm hiểu từ nguồn nào trên mạng thì mình phải tự biên tập lại, không có copy y hệt rồi về nữa. Lỡ hai nhóm mà cùng làm chung một đề tài rồi tìm chung trúng một nguồn á, nếu mấy em tìm chung một nguồn tài liệu giống nhau á, về copy bát y hệt lại, hai nhóm cùng bị trừ điểm nha, chia điểm á. Thầy ơi, mấy cái đề tài này chừng nào mình nộp vậy thầy? À, tới cuối kỳ luôn em. Từ giờ còn tới khoảng 10 tuần nữa. Thời gian dài. Rồi máy dập. Đề tài máy dập. Đề tài 7. 7 là nhóm 18 ha. Máy dập. Có thể mấy em chưa biết cái máy này là máy gì thì mình mới phải tìm hiểu ha. Đây là đề tài đồ án thì mình sẽ phải tìm hiểu. Môn trang bị điện lý thuyết mà mấy em học á, nó cũng sẽ có nói về những cái máy này nha mấy em. Mấy em sẽ có học về những cái máy này. Nhưng mà mình phải tự tìm hiểu các cái tài liệu ở bên ngoài nữa ha, chứ không phải lấy nội dung ở trên lớp lý thuyết không đưa qua đồ án là không được nha, là không có đủ ha. Rồi, đề tài số 8 là lò điện. Cả nhóm này chúng đề tài 8. Đề tài 8 không có nhóm nào làm về lò điện hết ha. Đề tài 9 thang máy. Đề tài 9 thang máy cả nhóm 4 là đề tài 9. Thang máy này. Đề tài 10. 10 là cầu trục. Cầu trục. Nhóm 19 ha. 17, 17 cũng là cầu trục ha. Đề tài 12 là văn tải phân loại sản phẩm. Văn tải phân loại. Đề tài 12 là của nhóm số 13. Rồi văn tải đóng gói. Đề tài 10. Văn tải đóng gói. Đề tài 12 ha. Đề tài 12 là văn tải đóng gói. Đề tài 11 là bên loại tải phân loại. À vậy là thầy ghi nhầm rồi ha. Đề tài 11 đây à, phân loại. Là bơm nước. Nhóm
6 là hệ thống bơm nước ha. À còn nhóm đề tài 5, đề tài 5 là máy dò này. 6. Nhóm 10 là đề tài 5 ha. Nhóm 15, 15 là đề tài 4 là máy bay. À, đây là chốt lại đề tài của các nhóm này. Rồi, các nhóm mình có khiếu nại gì về các cái đề tài này không em? Chưa làm thì chắc cũng chưa biết nó có gì đó đâu ha, nhưng mà biết là mình sẽ phải làm cái gì nha. Cái này hoàn toàn là bốc thăm random ha, không có can thiệp gì để làm thay đổi kết quả đâu nha. Rồi, các thành viên của nhóm này ha. Rồi, các bạn nào có khiếu nại gì về các đề tài này không? Rồi, nếu không có khiếu nại gì á, thì các nhóm mình tuần đầu tiên, bây giờ tuần đầu tiên mình đã chốt xong danh sách nhóm rồi ha. Thì các em về á, mình có thể liên hệ với nhau làm việc, có thể thông qua các cái kênh liên lạc, ví dụ như Zalo hoặc là dùng Zoom này, Zoom mình có thể liên hệ nhau nói chuyện trực tuyến ha, làm việc có thể kết hợp để tìm tài liệu ha, rồi chia công việc ra, ai cần làm phần nào, bạn nào sẽ biên soạn, bạn nào sẽ vẽ hình ha, tìm hiểu đi tài liệu ha. Thì mình chia nhau làm ha. Thì tuần tới nhiệm vụ của tuần tới, tôi hai tuần tiếp theo thầy sẽ yêu cầu là các em là tuần tiếp theo tuần 2 và tuần 3 thì tìm hiểu cho thầy cái đầu tiên thầy sẽ gửi cái file này, thầy sẽ gửi lên cho nhóm ha. Thì tìm hiểu cho thầy cái đầu tiên đó là gì, gọi là đặc điểm công nghệ của các cái hệ thống này. Ví dụ nhóm số ví dụ nhóm số 1 đề tài là máy do thì mình phải tìm hiểu cho thầy cái đặc điểm công nghệ của máy do, máy do nó dùng ở đâu, ứng dụng ở đâu ha, hiện tại thì các cái dòng máy do nó làm được những cái gì, có những cái loại nào ha, cứ tìm hiểu mọi thứ về, có thể tìm hiểu về nó ha, chưa cần phải đi chi tiết vào cái mặt điều khiển hoặc là các cái chi tiết sau, mình tìm hiểu tổng quan chung về nó trước ha. Thì tuần đầu tiên trước tiên các nhóm tìm hiểu cho thầy trước ha. Rồi các bạn nào có ý kiến gì thì cứ nói. Từng bạn nè. Trước tiên là bạn Hữu Nghĩa trước đi, Hữu Nghĩa nói trước đi. Mình trình bày lên Word rồi nộp cho thầy hay sao thầy? Trước tiên thì mấy em có thể tìm tài liệu ha, rồi sau đó mình biên soạn lại, mình trình bày ra file Word. Thì trong cái hạn nha, thầy sẽ ví dụ như tuần thứ nhất chưa cần phải là yêu cầu là phải đầy đủ đâu, chỉ cần mấy em tìm được những gì có thể mấy em biên soạn, mấy em chỉnh sửa gì đó, ví dụ như viết đầu tiên tổng quan về máy do này nè, thì tuần đầu tiên có thể tìm hiểu cái máy do nó ở đâu, nó dùng làm gì ha, rồi hiện tại có những cái loại dòng máy do nào, cái nó sản xuất để dùng để làm gì ha, sử dụng ở dây chuyền nhà máy nào đó thì mình tìm hiểu thử thôi, nó là cái gì, ở đâu và ứng dụng như thế nào, rồi thì mình trình bày vào file Word ha. Hình ảnh nào nữa, hay em tìm hình ảnh của nó đưa vào trong file, hoặc là có thể nếu mà tìm được video về các cái máy do nó đang làm việc thì mình cũng đưa vào ha, không phải đưa vào file Word đâu mà mình làm một cái file, ví dụ mấy em ví dụ nhóm 1 mình làm một cái gọi là cái giống như một cái thư mục em làm một cái thư mục em làm một cái thư mục, ví dụ như tạo cái thư mục này, new folder mình đặt tên là đề tài nhóm 1, đề tài trang bị điện, đúng không? Đồ án trang bị điện này. Rồi, trang bị điện nhóm 1 rồi máy do. Rồi trong đó mấy em sẽ tìm các cái tài liệu mấy em lưu về. Các tài liệu này mấy em tìm được, ví dụ em lên Google em tìm trang bị điện cho máy do. Thì
nó có rất là nhiều á, tài liệu nhiều, nhưng mà không phải là đau về rồi bỏ vô dùng luôn đâu ha. Đó thì mấy em tự đau về, thầy đau về rồi xong mấy em lưu vô trong thư mục đó luôn. Đó, em lưu vào trong cái thư mục đó cho thầy. Đó. Đó. Rồi sau đó là mấy em có thể mở ra, mấy em xem, mấy em tìm hiểu, mấy em tóm tắt cái nội dung lại vào trong một cái file Word. Mình tự tóm tắt lại, đừng có copy hết trong cái đó vô về đó. Tóm tắt lại các nội dung mà mấy em tìm hiểu được về lý do. Không phải là chỉ một cái tài liệu này ha, mấy em tìm hiểu nhiều tài liệu nha. Rồi ví dụ như mấy em lên tìm video rồi đó, lý do hoạt động như thế nào, lý do là gì, hoạt động như thế nào á, tìm các cái video về lý do, lý do ngang, lý do dọc gì đó, lý do di động gì đó, thì mấy em có thể lý do tìm hiểu đó, thì coi nó mình download các video rồi đó. Bỏ vô trong cái thư mục này luôn. Gọi là giống như là mình tìm hiểu về nó thì mình cứ download về mình lưu vào lưu cái video về cái thư mục. Rồi bữa sau ví dụ như thầy yêu cầu các nhóm mình trình bày coi là mình làm được những gì rồi. Thì mấy em có thể lúc đó thầy sẽ yêu cầu là mình share cái màn hình ra. Ví dụ các nhóm khác mình lên mình thì yêu cầu các em share màn hình ra. Share màn hình lên cho thầy. Thì lúc đó ví dụ Tiến Đạt nhóm mấy đó yêu cầu share cái màn hình của nhóm mình lên, làm kiếm được những cái tài liệu nào, rồi mấy em biên tập lại như thế nào, thì báo cáo sơ bộ cho thầy biết là mình đã làm tới đâu. Đó. Thì trình tự mỗi tuần thì thầy sẽ ví dụ như thầy sẽ online vào những cái buổi đó, bạn nào có câu hỏi cần thắc mắc cần trả lời thì hỏi. Hoặc là bữa đó thầy kêu yêu cầu các nhóm lên online lên bật share lại cho cái màn hình chiếu các cái nội dung mình tìm hiểu cho thầy. Thì mình tìm hiểu được tài liệu nào ha, có những cái nội dung nào mình tìm được về cái máy của nhóm mình thì mình share lại, mình chiếu lên đây em sẽ share cái màn hình cái chức năng share màn hình share cái màn hình của nhóm mình lên. Rồi thì đó là cái cách thức để mình làm việc cũng như là để thầy kiểm tra đánh giá cái quá trình làm việc của các nhóm. Thì các nhóm có thắc mắc gì thì cần hỏi thì nói ha. Các nhóm nào thắc mắc gì không? Rồi. Thì các cái thông tin này, thứ nhất là các thông tin phần nhóm này, phần đề tài. Thì thầy sẽ đưa lên trên các cái phiếu đánh giá này, thầy sẽ đưa lên trên cái thầy sẽ đưa lên trên cái Classroom của lớp cái Classroom của lớp này. Thầy sẽ đăng lên đây. Thì các nhóm mình vào mình lấy về mình làm cho đúng theo cái yêu cầu á. Thì lưu ý tuần đầu tiên là mình xong nhiệm vụ rồi á, phân nhóm và tìm hiểu về cái phần mềm Get ECMU này. Thì tuần tiếp theo các nhóm sẽ tìm hiểu các cái trang bị điện cho các cái máy mà mình đề tài của nhóm mình thì yêu cầu tuần tiếp theo mình sẽ tìm hiểu các đặc điểm công nghệ của máy. Có nghĩa là nói chung tìm hiểu tổng quan về cái máy đó thôi. Máy đó làm gì ở đâu sử dụng nó vận hành như thế nào, có thể tìm số video hoặc là các cái tài liệu liên quan sau ra. Sau này thuyết trình cuối kỳ mấy em cũng có thể giới thiệu về cái máy, có thể chiếu video cũng được. Rồi. Thì đó là nhiệm vụ tuần tiếp theo nha. Lát nữa thầy cũng sẽ đăng lên trên thầy sẽ đăng lên cái nhiệm vụ đó. Rồi cả nhóm nào thắc mắc gì không? Các bạn nào thắc mắc gì thì hỏi ha. Nếu không thắc mắc gì thì các nhóm mình chờ thầy ghi nhận lại danh sách hiện giờ rồi mình